Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp trực tuyến với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum về công tác ứng phó với bão số 6, bão Trà My. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh và Phan Quý Phương và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Dự báo trưa ngày 27 tháng 10, bão số 6 sẽ đi vào đất liền khu vực Nam Quảng Trị, Đà Nẵng. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Ven biển Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Sâu hơn trong đất liền có thể có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Thời gian nguy hiểm nhất của gió mạnh là từ sáng 27 tháng 10 đến chiều 27 tháng 10. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có trên 30 huyện và khu đô thị với 365 xã có nguy cơ ngập lụt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao ở các sườn đồi dốc, ta luy tại khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai, đặc biệt là từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm đếm hướng dẫn 67.212 phương tiện với 307.822 người biết diễn biến hướng đi của bão. Hiện không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm. Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, với dự báo của bão số 6 sẽ quay trở lại Biển Đông, thì các biện pháp phòng chống bão trên phải hết sức chú ý và kéo dài thời gian hơn. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, triển khai nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 110, các sở ban ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế đã chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo diễn biến của bão số 6, mưa lũ, tăng cường tuyên truyền vận động người dân giăng chống, gia cố nhà cửa, gia cố các cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên địa bàn, triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao. Các địa phương đã ra soát phương án sơ tán di dời để đối phó với bão lũ nước dâng do bão lũ quét sạt lở đất 10.251 hộ, 32.665 khẩu. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 10 đã có 815 hộ với 1.842 khẩu. Từ 7 giờ sáng nay, tỉnh đã thực hiện cấm người dân không ra đường khi có gió mạnh, duy trì lực lượng công an, biên phòng, quân đội và ứng trực để kịp thời cứu hộ cứu nạn. Hiện nay, khu vực cửa Thuận An có triều cường cao 1,8 m gây sói lở. Tỉnh đã di dời 815 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng.